cảm ơn tất cả các bác đã quay lại với Scenario. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất bên em gửi đến tất cả các bác. Hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em một cái dòng đẩy với công suất nó cực kỳ lớn. Con này có công suất của nó là 1.600W một kênh, đó là dòng Superled F5, thương hiệu bọ cạp. Superled F5 đây là một cái dòng đẩy đến từ bọ cạp này, hình như là đến từ Anh Quốc thì phải, em không nhớ nhầm là Anh Quốc hay là Đức gì đấy, Đức hay là Anh Quốc ấy. Superled nhé, Superled đây là một thương hiệu khá nổi tiếng nhé. Và đây là một dòng máy công suất lớn, công suất cực kỳ khủng, nguyên dây nó rất to này, dây rất to. Và em chưa mở nội thất cho anh em xem, để em cho anh em xem một cái điều bất ngờ, xem nó có công suất có thực sự là khủng khiếp không. Đây, trước mặt các bác đây là một dòng Superled F5. Nó trang bị này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 56 sò, nguồn của nó là 19 phân, size của nó là 3U. Máy to, máy gấu nhá. 2, 3, 12 quả tụ. Máy bao đẹp, bao gấu cho các bác nhá. Rất gấu và to. Con này có công suất của nó là 1.600W một kênh ở chế độ 8 ohm. Và 1.600W một kênh nó rơi vào khoảng 2.200 đến 2.300W một kênh ở chế độ 2 ohm. À, 4 ohm. Nên bao anh em đánh xúc kép 50 côn 100 hoặc xúc kép 50 côn của nó mua côn 125 trở xuống nhá. À, nhiều anh em lại bảo là sao lại không nói là đánh được những loa gì. Thì nói luôn cho các bác là con này có thể đánh được xúc kép 50. Thì có nghĩa là các bác đánh loa gì ở phía dưới nó cũng được. Xúc đơn, xúc đôi, rồi phun đôi, phun đơn, các kiểu đánh được hết nhá. Con này có công suất cực kỳ cao và giá em thanh lý cho anh em đó là 5.500.000. Giá đó bao ship và tặng giấy rắc cho các bác thôi. Đấy, giá 5.500.000. Con này nó là dòng khởi động đề. Khởi động đề nhá. Ok chưa? Nháy lên đến đây là mới cao nhất này, có nghĩa là mới 2 đèn này, còn 3 đèn nữa. Rất gấu luôn và khỏe nhá. Về mặt đằng sau ấy thì nó sẽ có cho các bác là đầy đủ các cái sắc này. Đầu tiên đó là chúng ta có đầu vào này, vào nhá. À, cổng linh nhá. Đây là tem của Superled này, tem của nó này, Superled M5 này. Đây là jack lưu trích này. Các cái chế độ của gạt như là Stitter, Bright, các cái gạt cắt súp này, này, hai cái này là cắt súp của từng kênh, đây là chế độ phân cực này. Đây là limit rồi các cái ấy. Đại khái là con này cho các bác đánh súp kép 50 côn trăm thoải mái rồi. Còn nhiều anh em lại còn hỏi bảo double ring gì đó thì thực sự luôn là cái này thì em không biết nhá. Nói chung là chưa biết. Ok chưa? Anh em nào quan tâm đến dòng Superled M5 này thì cứ nhắn tin đến số điện thoại 0398 192 198 giúp em nhá. Cảm ơn tất cả các bác. Chào các bác nhá.